Một mẫu bay nhà chính ra hơn 12, backup huyền thoại thon 13 đánh không nát sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bay đến từ Văn Thống, nhà chính Thao Hôn 12, bay cúp huyền thoại khá là ổn áp, và bạn ấy đã sử dụng để leo rank huyền thoại trong thời gian vừa qua. Và mẫu bay này mình chắc chắn vẫn như mọi khi mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video, các bạn chỉ việc bấm vào copy về sử dụng thôi. Tất cả nội dung trên kênh Akari Gaming đều là miễn phí các sếp nhá. Các sếp nào mà nạp vẽ vàng, gói gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các bạn bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì cứ tham khảo trong fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi Facebook. Còn sếp nào tự nạp được rồi, anh em hãy nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem sự hiệu quả đến từ mẫu bay của Văn Thống nào các sếp ơi. Đây, mình sẽ cho anh em xem lần lượt những trận thủ nhà hiệu quả của bạn ấy. Và đây là một trận thi đấu mà chúng ta có là Pebobat. Combo rất là quen thuộc ở nhà chính phía dưới 11, 12 các kiểu. Và ở trong trận đánh này thì Lobat đã sử dụng để hai rồng điện cắt góc. Rồi, đây là bạn ấy sử dụng là Inferno một tia và cây thổi gió kẹp với các bạn này. Rồi, PK châu bố hút vào, ủn luôn này. Đầu tư Hitler để bơm cho anh em ở đây. Cái phía này, lúc này đây là bạn đang nâng X-Bow này, nâng tháp bom này. Thì cái hiệu quả của nhà này nó cũng giảm đi một chút xíu. Còn nếu mà các bạn nào mà đã mắc rồi thì mình nghĩ là sự hiệu quả khi mà sử dụng cái mẫu bay này nó sẽ tăng hơn nhiều. Ở đây thì mẫu bay này cho các bạn thì dễ ăn 2 sao nha, nhưng mà để ăn hết được 3 sao thì nó khoai đấy. Và như vậy thì trong trận thi đấu này thì Loba đã chưa ăn được hết, và còn một bình nguy giáp bên kia chỉ là để vét lấy thêm phần trăm thôi. Và đây là một trận thi đấu 2 sao. Tiếp tục nào. Ở đây là nhà chính Town 13 với combo là đi Queen và rồng điện. Thì bạn ấy đã đầu tư em Queen ở khu phía dưới góc 6 giờ. Chỗ này là mô tả và Inferno nhiều tia, toàn là những công trình gây sát thương đam lan bảo vệ khu vực nhà chính. Edifan thì ngay phía ngoài rồi. Bạn này đã có Royal Champion. Ok sếp. Rồi đầu tư cắt góc. Như vậy là không có phá tường, và đội quân tướng nó sẽ đi lòng vòng một chút. Rồi nè, ăn cái bom đen. Bạn ấy biết hướng này dính Hitler ngay này các bạn này. Và Inferno nhiều tia đốt được. Cái bán kính này khi mà để Inferno một tia các bạn có thể thấy là đã đốt cho em Queen, và bắt buộc em Queen đã phải gồng lên rồi. Rồi tướng vào khu phía trong thì bị dính xoáy này, bom bẫy ở đây. Cái tháp bom này đang nâng đấy. Úi giời. Và Queen của bạn ấy cũng đang nâng luôn. Nếu mà anh em đủ tướng tá và công trình phòng thủ tốt thì nó lại hiệu quả hơn nữa. Rồi bắt đầu đưa tiếp rồng điện vào cái mặt này khi mà cây thổi gió ở đây đã bị phá rồi. Hơn 50% nên nhà chính đã kích hoạt. Ôi bình tĩnh bình tĩnh. Bạn vẫn muốn ăn 3 sao đấy. Tiếp tục là xài thả đá. Rồi nhà chính nó đốt cái toàn bộ luôn. Đi qua thung lũng nhà chính này là nằm chắc luôn. Quản giáo đã bật gồng rồi. Và thêm một bình cuồng nộ nữa ở bên đây. Nhưng tất cả nó cũng chỉ thế thôi sếp ạ. Và trận thi đấu này thì Town 13 đánh không được 3 sao nha. Nó lại ngon nghẻ trong pha chủ nhà luôn. Thế thôi, không nát được sếp nhá. Nếu các bạn nào mà muốn có những mẫu bay miễn phí thì mình có sẵn những mẫu bay ở trên website akarigaming.com. Ở đây chúng ta sẽ có những mẫu bay từ nhà chính 5 đến nhà chính Town 15 đầy đủ cho các bạn mang về áp dụng mà xài. Ngoài ra cũng có một số mẫu bay của căn cứ thợ xây nữa. Thì nội dung ở trên website Akari Gaming của mình đều là miễn phí hết các bạn nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua những mẫu bay mà nó hoành tráng hơn về vua, về bay cúp, hay là tham gia những cái khóa học đến từ những game thủ top thế giới thì các bạn có thể tham khảo trong classschool.com về lớp học. Các bạn có thể tham khảo trong classcham.com để mua thêm mẫu bay. Và khi các bạn sử dụng dịch vụ của hai website này, anh em nhớ nhập mã Akari thì các bạn sẽ được giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ trọng này nhá. Chúc anh em vui vẻ chơi game thật là hoành tráng nhá. Rồi đây là một combo lính bộ Go Weeper rồi. Oh.
động đất và nhảy để mở tường luôn. Và như vậy là bạn quyết định đi ngược đại bàng, dồn golem PK wizard thả ra càn hết. Ừ, với đơn vị tướng là mắc là nhà chính town 12. Ui đông thế. Vẫn ngông còn giá chưa chết. Inferno nhiều tia này, Mota này, trụ wizard này, tướng này tập trung là nhoe nhoét luôn. Phía dưới đại bàng thì có một dàn Tesla đứng bảo kê rồi. Hai cái Inferno một tia nó đang đốt cho những người đội quân vào cái hướng này. Vâng, dính xoáy nhà chính nó nổ đùng. Ui trời ơi, đùng tiếp. Liên tiếp là những cái quả bom nó nằm ở chỗ cụm khu vực nhà chính. Và các bạn có thể thấy là đội quân vào đây nó giống như kiểu là vào cái lòng chảo và mình nướng toàn bộ quân và tướng ở đây rồi. Và thế là tím thôi. Rồi Inferno một tia đốt ác thật chứ. Đại bàng hướng tấn công từ dưới 6 giờ đi lên nhà chính thì sẽ bị đại bàng bắn chùa. Mà nếu mà tấn công từ hướng đại bàng thì nó lại khoai cho phần sau. Rắc rối đấy chứ không giỡn đâu. Tiếp tục nào. Rồi đây là một combo lính bộ nữa. Giáp Gogui rồi. Goguibo. Giáp Goguibo rồi đấy. Hướng tấn công là cũng ở phía dưới nữa luôn. Đầu tư xe phóng gỗ. Ok. Và nó cũng sẽ là hiệu quả thôi. Mời các sếp vô đây ạ. Ôi trời. Cái này, combo này là chỉ có ăn 2 sao thôi các sếp ạ. Chứ còn khó mà lụng được 3 sao lắm. Bị đốt hết rồi. Cụm nhà chính này nữa. Nó kích hoạt này. Đội quân thì chạy vòng ra và may là có em Queen vào được khu phía trong thì mới ăn được nhà chính thôi. Còn không thì cũng tím hạt. Khó mà ăn lắm. Ok. Chép lại hẹo thêm một tập nữa. Nhẹ nhàng quá. Mời thí sinh tiếp theo nào. Đơn giản thôi mà. Rồi, rồng điện. Rồi, rồi, mời sếp. À, hai rồng điện. À, rồi, xong luôn. Sếp sợ ấy sao mà phải thả ba rồng cách nhau xa thế. Và như vậy là tấn công hướng mặt nhà chính. Dưới góc 5 giờ quản giáo bật gồng luôn để cho nó ăn vào khu phía trong. Ô, con gì trong đấy đấy? Vâng, Blizzard Electro Dragon. À, hay đấy. Bạn bắt cũng ghê đấy. Đại bàng chưa kích hoạt đấy. Nhưng bạn nhầm rồi. Cái hướng của đại bàng về góc 12 giờ là có Tesla. Bây giờ bạn tính gì nào đây? Đưa thêm một rồng thì cũng đã được đại bàng xuất kích rồi. Nhìn vậy chứ bây giờ vẫn đang còn 4 cái air defense. Và bạn đang tấn công ra để ăn đủ 2 sao thôi. Đấy. Làm sao mà nát. Ok luôn. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, anh em thì cho lượt like, share đăng ký kênh Akari Gaming nha các sếp. Tất cả nội dung trên kênh của mình đều là miễn phí từ website akarigaming.com nha các bạn nha. Còn các bạn nào bay cúp có những combo, những mẫu bay hoặc vua nữa hiệu quả thì cứ liên hệ fanpage của mình để được tư vấn. Và chúng ta làm video chia sẻ cho các bạn khác nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.